Tâm cổ, sắc tím chiều buồn. Tác giả Phan Thanh Đạm. Mời nữ song ca cùng với tiếng hát Saint Anthony. Anh Dũng, khốn nạn, thật là khốn nạn. Anh Dũng, không phải như vậy đâu anh. Anh nghe em nói nè. Mọi việc tôi rành rành ra đó, cô còn dám biện minh sao? Cô đúng là... Chú Sáu, chú nói gì đi. Sự thật không phải như anh Dũng thấy. Chú Sáu, hai người còn chối sập. Hai người dám cắm sừng tôi hả? Thật là khốn nạn. Khốn nạn lắm. Hai người cút ra khỏi nhà tôi ngay. Cút đi. Trời ơi, chú Sáu, sao chú không nói gì hết vậy? Chúng ta bị quan mà chú Sáu. Chúng ta từ bao giờ vậy? Cô có cách xưng hô với em chồng của mình ngọt ngào như vậy sao? Khốn nạn mà. Anh Dũng, chứ nặng tình sự cả. Dũng ơi, chớ vô nghe lời em tỏ phân. Đừng nên nóng giận thời mà Dũng ơi. Em xin anh chớ dội hiểu lầm. Anh hãy nghe em càng đôi lời. Tại tôi nghèo, tôi không lo nổi cho cô. Có một cuộc sống tốt đẹp nên cô định dở trò đem bạc hả? Không phải, không phải vậy đâu anh. Chú Sáu, ngày đầu chào khi cô đến với tôi đã nói với cô, tôi rất là nghèo. Rất là nghèo, cô hiểu không? Dũng ơi, em cũng chứ ngày nào vẫn yêu anh. Khi em chấp nhận tên danh là em đã không toan tính sang hèn. Bao năm nay em vẫn khóc đổi giá hài lòng. Dù cuộc sống có trăm ngàn đã thấy rồi, cô còn biện minh tức cho thân của tôi sao qua đời. Cô đã gạt tôi biết bao lần, nay tận tường mà cô còn chối cãi. Chào anh Lê Tấn Đạt nha. Giọng của anh Sơn Nguyễn, trời ơi, anh Sơn chứ quá là lạnh lắm quá là. Ai nghe bao lời Dũng ơi, chớ nên hiểu lầm. Tình em sắc son gian hề, dù bởi tôi số nghèo mà cô đổi thay tìm lòng để cùng ai sanh duyên tơ hồng vì người ta sang giàu hơn tôi. Ơi Dũng ơi, một lời tội như tôi có mắt như mù,
cái gì gọi là tình yêu chung thủy. Đó tất cả chỉ là sự che đẩy mà thôi. Trời ơi, tất cả chỉ tại tôi quan hay không. Dân trọn đời mình chẳng hề suy nghĩ. Để rồi hôm nay tôi đây nhận lấy nỗi đau này, tôi biết tỏ cùng ai. Kìa, chị Thanh, chị Thanh. Trời ơi, em gặp được chị, em mừng quá. Chị Thanh ơi, tôi có quen anh sao? Xin lỗi, chắc anh đã nhìn lầm người. Chị Thanh, chị còn giận em sao? Chị Thanh, em cũng biết chị còn hận anh Dũng nhiều lắm. Nhưng có một điều, em phải nói cho chị Thanh. Tính đạt 95. Để tận tượng chỉ rõ nguồn cơn. Xin chào anh Nguyễn Khải nha. Mà đừng quan tâm các chị nha. Dũng đổi thay, cuộc đời của anh không may, đã dương mang một chứng bệnh ngặt nghèo, nên anh đổi xuống muôn lời nói nặng. Để chị oán hận nên em đây chẳng nói được gì. Nghe lời chú nói có thật hay không? Bao năm dài hơn cả hai tôi hơn rất nhiều. Từ ngày chị đi anh lâm chồng bệnh, nhớ những người vợ chỉ tìm được chị về. Để một lần nói lời tạ lỗi và mong rằng chị sẽ thứ tha. Chị Thanh ơi, đừng dây kém hả, không hát được. Từ bấy lâu nay cứ nghĩ rằng anh chẳng chê em mà nói em chẳng là gì, nhưng đâu mình gắn chiều đau thương.
anh Sơn. Lòng buồn nhung nhớ ơi người ơi, em hiểu chăng vẫn yêu yêu mình em mãi, nhớ em khắc khoải mong chờ. Dâng trào tim sầu đơn côi, sao ta mắt tuôn lệ sầu, anh Dũng. Ai? Ai vậy? Em nè, em là Thanh nè. Hả? Thanh? Thanh? Em về rồi hả? Thanh? Thanh ơi! Anh Dung, em về, em về với anh nè. Anh Dung, Thanh ơi! Cảm ơn trời Phật tâu lòng của con, bao năm mong đợi một ngày đoàn viên, tưởng đâu sẽ mãi muôn đời không gặp em trong giây phút sau cùng. Anh Dũng, tất cả là tại em, tại em quá nóng nổi nên mọi việc mới như vậy. Anh Dung, em xin lỗi, mà anh Dung ơi. Này phải khóc không? Em không có khóc, không cười. Có lỗi chính là em đã không ngại ngần chơi anh. Sorry cả nhà nha. Em hát lần đầu tiên con á. Bài này lần đầu tiên. Chúng ta sống trong tình trọng nghĩa vợ, rồi mơ ước một ngày chúng ta dành dụm được một số tiền để làm đám cưới. Em còn nhớ không? Em nhớ. Em còn nhớ anh Dung. Đây là chiếc áo cưới màu tím anh đã dụm dụm bấy lâu nay để mua tặng cho em. Anh mong một ngày được thấy em mặc trong ngày hôn lễ của hai ta. Đám cưới nghèo đơn sơ mà tràn đầy hạnh phúc. Anh Dung, anh cứ tưởng rằng anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy em mặc. Thanh ơi, anh Dung, em đây nè, em đang ở bên anh nè. Anh Dung, em hãy mặc vào đi, cho anh được ngắm nhìn em, nhìn em lần sau cuối. Anh Dung, dân dân, em sẽ mặc, em sẽ mặc mà, em mặc nè, em mặc vào rồi anh nè. Thanh ơi, đẹp, đẹp, đẹp lắm em ơi. Màu tím là màu chung thủy, màu chung thủy mà hai ta đều yêu. Phải, màu tím là màu chung thủy. Dũng ơi, Thanh ơi, Thanh ơi, anh Dũng, em đây nè. Em hãy ôm anh vào lòng. Anh lạnh quá, anh lạnh quá em ơi. Anh Dung, em ôm anh nè, em ôm anh nè Dung ơi. Đừng khóc nữa em, kiếp này ta không được bên nhau. Anh hứa kiếp sau sẽ mãi mãi ở bên em.
và chăm sóc cho em mãi mãi. Anh Dung, em không cần kiếp sau, em chỉ cần kiếp này thôi. Anh sẽ không sao, anh sẽ không sao đâu mà. Thanh ơi, anh Dung, Thanh ơi em đâu rồi? Đừng bỏ anh mà Thanh ơi. Em đang ở bên anh nè. Em không bỏ anh đâu. Em sẽ ở bên anh. Em sẽ là cô dâu của anh mãi mãi. Dung ơi, Thanh ơi, Thanh ơi anh. Anh Dung, em mặc áo cưới màu tím đẹp lắm. Vợ yêu của anh. Chồng yêu của em. Anh Dung, anh Dung ơi, anh đừng bỏ em mà. Đừng bỏ em mà. Anh hãy tin lại đi, để chúng ta còn làm đám cưới. Em mặc áo cưới màu tím, chúng ta cùng đi bên nhau. Anh Dung, anh Dung ơi. Chưa thật, cảm ơn cả nhà đã cổ vũ cho hai anh em. Cảm ơn ca sĩ. Sorry cả nhà mình nha, bài này em hát lần đầu tiên mà đúng ra bài này hát là phải phải nhảy vai, phải hát phải thật là xúc động nào mà em hát cái bài này chưa có được. Cảm ơn anh Sơn, anh Tony nha, em hát cái bài này làm Tài Nguyên xin chào nha. Không, cái bài này tựa tựa cái bài Hôn Tình Hẹn Lại Kiếp Sau, cái lúc thoại cũng sao á. Em chào hết tất cả cả nhà mình nha. Bây giờ còn bài hồi nãy em ghi ở đây là của chị Đoàn Em, có phải là bài CT66 là chị Đoàn Em đúng không? Tài Nguyên xin chào. Anh Hai bán vé ok. Anh Hai bán vé ok hả? Nhưng mà đúng rồi, đêm khuya đó, nhưng mà phải diễn xuất nữa, hát cái bài này đúng ra nữ là phải phải khóc. Từ nãy giờ em cười không mà chưa có đạt, không có đạt nữa. Lần đầu tiên, hình như chắc lần đầu tiên em vô câu lạc bộ live stream giao lưu với tất cả các anh chị. Em sorry nha, bây giờ cả nhà ơi, chờ cho em 2-3 phút em đổi cái máy ha. Rồi mời các anh chị vô lại nha. Ở đây em thấy em có ghi đây là có hình như chị Đoàn Em với lại anh Tính Đạt có ghi đây nè. Bây giờ em đổi cái máy thôi rồi cả nhà vô lại nha. Tại vì nếu bây giờ em hát á, em sợ hát với anh Hai Phụng Nghi Đình hả? Thiệt không? Em biết anh lâu lắm rồi mà chưa bao giờ được nghe nghe anh Hai hát. Cái điện thoại em giờ nó còn 10% mà nếu mà em hát á, em sợ đang hát hát tuột nó rớt luôn á. Thành ra bây giờ em cho em đổi cái máy đi nha. Chừng mà mấy phút à, mời cả nhà mình vô lại ha.